Kính chào quý bà con cùng các bạn. Chủ đề ngày hôm nay là hầu hết người chăn nuôi lợn không biết điều này nên họ mất rất nhiều tiền. Tôi cũng giống như quý bà con, trong quá trình chăn nuôi, nếu chúng ta không thực hiện theo ba cái bước này thì chúng ta dễ dàng mất rất nhiều tiền. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý bà con cùng các bạn từng bước để cho quý bà con có thể đạt được cái kết quả, tăng được thêm cái lợi nhuận, tăng được thêm cái giá trị về tiền. Và ngay bây giờ tôi sẽ giúp cho quý bà con từng phần. Bước số 1, quý bà con cần phải tiết kiệm ngay chi phí yếu tố đầu vào. Như quý bà con và các bạn đã biết, tiết kiệm chi phí đầu vào 1.000 thì chúng ta đầu ra lãi ra được 1.000. Như vậy chúng ta cần phải tối ưu từng phần chi phí yếu tố đầu vào. Bước số 2, quý bà con nên chọn con giống. Ở đây chăn nuôi chúng ta phải xác định mục tiêu chăn nuôi của chúng ta là gì? Mục tiêu về sinh sản hay là mục tiêu về nuôi thịt? Nếu chúng ta nuôi thịt hay gọi là nuôi thương phẩm thì quý bà con, việc chọn con giống là tiên quyết số 1. Tôi ví dụ, nếu quý bà con chúng ta chọn con giống nuôi để làm thương phẩm thì việc đầu tiên chúng ta phải quan tâm đến cái việc sự đồng đều của con lợn đó, tránh tình trạng 100 con thì có 20 con hoặc là 15 con lợn bị còi cọc so với những con khác. Như vậy là yếu tố bất lợi về cái tính phát triển không đồng đều thì chúng ta cũng mất đi cái cơ hội để tính được cái trọng lượng đầu ra. Và đối với lợn nái thì quý bà con lưu ý cho tôi, đó là gì? Là cần phải chọn được những con nái mắn đẻ sai con và tính bền của nái. Đây là những cái yêu cầu rất là quan trọng trong quá trình phát triển chăn nuôi lợn nái. Nếu điều gì xảy ra mà quý bà con chọn vào những con nái, thứ nhất là không mắn đẻ, thứ hai là số lượng con ít. Ví dụ chỉ đẻ được có mỗi một ổ chỉ được 5 con, thậm chí là 3 con, 4 con. So với những con nái có giá trị cao, chúng ta có thể đạt được gì? 15 con, 10 con. Từ 10 con, số lượng lợn con trên một ổ tối thiểu phải đạt được trên 10 con. Như vậy thì chúng ta mới có số lượng con để chúng ta xuất chuồng hoặc là chúng ta có kế hoạch nuôi tiếp. Và cái bước thứ 3 vô cùng quan trọng, đó là yếu tố chọn về cái thức ăn. Thức ăn ở đây phải phù hợp với cái đối tượng nuôi của quý bà con cùng các bạn. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cái việc kỹ năng đàm phán, làm thế nào để mua được cái giá thành tốt nhất với cái người cung ứng thức ăn cho quý bà con. Ở đây nó có kỹ năng để đàm phán. Có thể ví dụ như thế này, thay vì chúng ta phải mua chịu thì chúng ta phải có gì? Có tiền mặt. Vì mua chịu chắc chắn là quý bà con phải cộng thêm ít nhất từ 5 đến 10 nghìn trên một bao thức ăn. Như vậy thì trong quá trình nuôi như vậy chúng ta đã mất đi cơ hội của 5 hoặc 10 nghìn. Còn nếu quý bà con tìm cách thương lượng khác mà vẫn đạt được yêu cầu mà có vẫn thể mua chịu, hoặc là ta ký thành một cái hợp đồng thanh toán theo cái lộ trình. Đây là một từ khóa rất quan trọng. Đàm phán với bên đối tác cung ứng thức ăn chăn nuôi, tôi sẽ thanh toán theo lộ trình 1 tháng một lần hay là 15 ngày một lần. Đây là một cách giải thoát khi chúng ta đang mắc kẹt vào vấn đề tài chính. Và một bước vô cùng quan trọng nữa là thời điểm chúng ta xuất bán, cũng như là chúng ta phải xây dựng được một cái kênh bán hàng của mình. Ai sẽ là người mua sản phẩm của mình? Thì câu chuyện ở đây giống như cái video trước tôi đã chia sẻ quý bà con, chúng ta phải trả lời được bán ở đâu, bán cho ai và bán thời điểm nào. Thì đây là một cái số bước cực kỳ quan trọng để làm giảm được cái chi phí và tăng được cái lợi nhuận cho quá trình chăn nuôi của quý bà con và các bạn. Nếu quý bà con mà không làm theo cái bước trên, tôi khẳng định quý bà con sẽ mất rất nhiều tiền cho quá trình chăn nuôi của mình. Mà trong khi đó chúng ta là mục tiêu chăn nuôi để đi kiếm tiền, để tạo ra cái lợi nhuận, tăng cái giá trị, để có thêm thu nhập cho cuộc sống của mỗi người. Thì đây là cái nội dung tôi thấy rất là quan trọng. Và mục tiêu cuối cùng của chúng ta là chăn nuôi để kiếm được đồng tiền.
để tạo cho cái cuộc sống giá trị này tốt hơn. Như vậy không lý do gì quý bà con bỏ qua cái khâu này mà không biết cách tối ưu, không biết cách đàm phán. Đây là thêm một cái từ khóa kỹ năng đàm phán. Làm thế nào để mua được giá thành tốt nhất so với thị trường? Ở cái phần này nếu quý bà con mà quan tâm nhiều hơn, có câu hỏi cho tôi, có bất kỳ câu hỏi cho lĩnh vực chăn nuôi thú y hoặc kỹ năng đàm phán làm thế nào mua hàng giá thành tốt nhất, tôi sẽ giúp cho quý bà con và các bạn. Và tôi hứa sẽ trả lời bằng video dành riêng cho các bạn có câu hỏi. Nếu quý bà con và các bạn làm đúng theo những cái bước trên thì tôi chắc chắn là sẽ đạt được cái kết quả như mong muốn, tiết kiệm được rất nhiều. Mỗi một lần tiết kiệm như vậy, chúng ta đã kiếm được ngay cái đồng tiền chưa cần kết thúc quá trình chăn nuôi. Tôi vô cùng phấn khởi để thông báo với quý bà con rằng tôi xin chúc mừng những quý bà con và các bạn đã liên tục theo dõi video của tôi trong suốt 14 ngày hôm nay. Và tôi còn có rất nhiều video phía đằng sau. Đây là số lượng video 14/28. Quý bà con nhớ nha, 14/28 video mà tôi sẽ xuất bản. Tôi sẽ chia sẻ toàn bộ những cái kiến thức liên quan về kỹ thuật về chăn nuôi, cũng như làm thế nào để tạo ra được cái tối ưu cho việc chăn nuôi. Mục tiêu cuối cùng quý bà con chăn nuôi là phải có tiền. Tôi rất mong quý bà con sẵn sàng đặt câu hỏi cho tôi và nhớ hãy đăng ký vào kênh của tôi để tôi có cơ hội được chia sẻ nhiều hơn cho quý bà con và các bạn. Và nhớ đây là video 14/28. Ở phía đằng sau còn rất nhiều nội dung video có thể giúp ích cho quý bà con. Tôi sẽ cầm tay chỉ việc từng phần cho quý bà con. Và nhớ hãy đăng ký ngay vào kênh của tôi để không bỏ lỡ video mới. Một lần nữa tôi xin được cảm ơn quý bà con và các bạn đã dành thời gian xem video đến giờ phút này. Xin chào, hẹn gặp lại quý bà con.